Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh video của siêu thị điện máy Ecomax. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một dòng loa kéo bán rất tốt tại siêu thị ở thời điểm hiện tại. Mã hàng KS111 của hãng Covid. Nhân tiện anh chị có thể ấn nút đăng ký ở phía dưới video để luôn nhận được thông tin về giá và các chương trình khuyến mãi, những video giới thiệu tính năng mới nhất của siêu thị Ecomax. Em xin cảm ơn anh chị. Quay trở lại với sản phẩm ngày hôm nay, dòng loa Covid KS111. Em sẽ đi qua về ngoại hình kiểu dáng của loa trước. Kiểu dáng loa vuông vức, màu xanh trẻ trung và hợp thời. Dãy phím được điều chỉnh trực quan và khoa học. Mặt lưới kim loại rất chắc chắn để bảo vệ màng loa rất là tốt. Ngoài ra có tay nắm dạng vali, anh chị có thể điều chỉnh nắm dài tùy ý. Phía dưới ở đằng sau sẽ có thêm bánh xe để anh chị thuận tiện cho việc di chuyển. Tiếp theo em sẽ nói về tính năng của loa. Công suất hiệu dụng của loa sẽ là 25W. Thời gian sử dụng khi sạc đầy pin lên tới 2 đến 4 tiếng tùy theo âm lượng. Sử dụng chức năng của các dãy phím sẽ bao gồm có 2 nút điều chỉnh tăng âm lượng mic. Nút này sẽ là điều chỉnh nhại của mic. Và 2 nút, một nút điều chỉnh tiếng bát của nhạc và tiếng chép của nhạc, và một núm điều chỉnh âm lượng nhạc cụ. Do có một chấu cắm nhạc cụ phía bên dưới và một chấu anh chị có thể cắm thêm một mic có dây. Phía dưới là màn hình LED bao gồm các phím chức năng chuyển nguồn. Đây sẽ là FM, chức năng Bluetooth, chức năng này sẽ là cắm dây, điều chỉnh lách bài và dừng bài và ghi lại. Bên cạnh đó sẽ có cổng cắm USB và khe cắm thẻ nhớ. Đây sẽ là ổ cắm sạc và lúp âm lượng tổng của nhà, Cuối cùng, về giá sản phẩm được khuyến mại từ 2.490.000 xuống còn 1.990.000 và tặng kèm thêm 2 mic không dây. Ngoài ra chính sách bảo hành lên tới 12 tháng, lỗi đổi mới trong vòng 30 ngày. Cảm ơn anh chị đã xem video của Ecomax. Để trải nghiệm trực tiếp sản phẩm, anh chị có thể đến showroom Ecomax tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh hoặc truy cập website ecomax.vn để tham khảo. Em cảm ơn anh chị.